màu xanh dương, có trang trí bông hoa hồng màu vàng như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cây thước kẻ, những cái cây màu nước như thế này. Mình có một chiếc compa này, một cái bút chì, một cái bút bi màu đen, một cái kéo và một cây súng bắn keo. Về nguyên liệu thì ở đây mình chuẩn bị ra những tờ giấy màu. Ở đây mình có màu xanh lá cây, màu vàng và màu xanh dương. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên bây giờ các bạn sẽ đi cắt cho mình cái tờ giấy màu xanh dương này. Đối với cái tờ giấy màu xanh dương này ấy, giờ các bạn sẽ gấp cho mình gấp đôi phần giấy xanh dương lại. Sau đó mình sẽ dùng bút chì. Dùng bút chì mình sẽ vẽ cái viền xung quanh này nhé. Các bạn sẽ vẽ nó thành cái đường vần như thế này nhá, đường lượn sóng như thế này nhá. Mình sẽ vẽ hết bốn cạnh này nhá. Giờ mình sẽ dùng kéo để cắt nha. Mình sẽ cắt ra một cái hình như thế này. Mình sẽ mở nó ra nha. Đây là bên trong. Giờ mình sẽ đi trang trí cho cái tấm thiệp nha. Ở ngoài mình sẽ, đầu tiên bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình cái đường thẳng màu xanh nha, ngọc này. Giờ mình sẽ dùng thước để kẻ nha.
Và mình sẽ cắt cái chế hình này ra nha. Mình đã làm xong này. Giờ mình sẽ cắt một bông hoa để trang trí nhé. Đây mình sẽ cắt một bông hoa hình màu hồng. Bông hoa hồng. Mình sẽ xoắn nó lại này. Sau đó mình sẽ cố định bằng keo. Giờ mình sẽ gắn bông hoa lên nhé. Đó. Như vậy là mình đã làm xong một tấm thiệp đơn giản màu xanh như thế này rồi. Ở bên trong này mình có thể ghi những cái dòng lời chúc nha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.